Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Hoàng Khương Duy, sinh năm 1999, trú tại phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, nghi phạm cướp taxi tại phố Trần Quý Cáp. Khoảng 22 giờ ngày 14 tháng 4, sau khi uống bia rượu tại quán bar ở phố Yên Phụ, Hoàng Khương Duy đi ra cửa gọi xe taxi do anh T, sinh năm 1986 ở Hà Nội là tài xế. Duy yêu cầu anh T trở về khu vực trường tiểu học Huy Văn, phường Văn Chương, quận Đống Đa. Trên đường đi từ Yên Phụ về đến Trần Quý Cáp, giữa Duy và anh T xảy ra mâu thuẫn vì Duy cho rằng tài xế đi đường không đúng ý của Duy. Hai bên to tiếng, Duy dùng tay trái ghì cổ anh T vào ghế lái, tay phải cầm điện thoại đấm liên tục vào đầu, mặt, ngực, bụng của nam tài xế. Hoảng sợ, nam tài xế liền bật cửa chạy ra khỏi xe và chi hô. Lúc này, Duy nhảy vào ghế lái điều khiển xe bỏ chạy. Trên đường lái chiếc taxi tẩu thoát, Duy va chạm với một số phương tiện khác khiến người tham gia giao thông bị va quẹt, ngã ra đường. Duy tiếp tục điều khiển phương tiện đến phố Lương Sử C thì bỏ lại xe và chạy bộ trốn thoát. Sau khi sự việc xảy ra, anh T cũng đến công an quận Đống Đa trình báo sự việc. Tiếp nhận thông tin, công an quận Đống Đa, phòng cảnh sát hình sự công an Hà Nội vào cuộc điều tra, truy bắt nghi phạm. Ngay trong đêm, các trinh sát, cán bộ điều tra công an quận Đống Đa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội vào cuộc triển khai nhiều biện pháp điều tra, truy bắt đối tượng cùng tang vật. Đến sáng ngày 15 tháng 4, Hoàng Khương Duy đến trụ sở công an quận Đống Đa đầu thú và khai nhận sự việc.